Chào mọi người, em Linh kênh Đào Nhật Bãi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nay em giới thiệu với mọi người những mặt hàng trong cái lĩnh vực bonsai nha mọi người. Có thêm mấy cây cưa sắt thì nó cưa, thì em cho nó vô lít cưa luôn. Thì nay em lên cái video 90 nha mọi người. 90 thì này em chia ra hai phần. Mọi người coi tham khảo, coi cái nào nó phù hợp với công việc cũng như sở thích của mình thì mọi người nhắn tin hoặc điện thoại đặt hàng ha. Thì số điện thoại em có để dưới tiêu đề video á. Thông tin tài khoản thì em cũng có để dưới phần mô tả video nha. Thì chú bác anh em ai có chuyển khoản thì có thể coi ở dưới phần mô tả video ha. Em lưu ý mọi người là khi chuyển khoản thì mọi người vui lòng ghi cái mã hàng hoặc là số điện thoại của mình nha. Tại vì thường em lưu là em lưu có số điện thoại, nhiều khi mọi người chưa có cho cái thông tin về tên tên với địa chỉ á thì em chỉ lưu số điện thoại thôi. Mà khi mọi người chuyển khoản thì mọi người cũng chưa có cho cái thông tin địa chỉ nữa. Cho nên em không có biết ai chuyển khoản như vậy, mọi người chuyển khoản mọi người ghi vô cái số điện thoại của mình hoặc là cái mã hàng ha, để em biết rồi em lưu sổ và em sắp xếp cái việc giao hàng cho mọi người. Rồi rồi, rồi mỗi vấn đề mua bán thì mình trao đổi sau nữa nha. Em cũng xin đi mô tả nhanh luôn. Rồi em giới thiệu cưa trước nha mọi người. Phần 1 là bên cưa ha, rồi phần 2 thì kéo cắt cành các loại ha, cắt cành, tỉa cành, đó đủ thứ hết. Rồi 9001 là cái combo cưa nha mọi người. Nó bao gồm một cây cưa gấp cán gỗ, hai cây cưa lá hẹ và một cây cưa mộng, hoặc là cưa gì đó mình muốn cưa gì đó mình cưa. Rồi 4 cây 9001 giá 240.000 nha. Đó rồi cái cây cưa gấp cán gỗ đây, nói chung là tình trạng của những cây cưa này là răng không bị gãy, còn tương đối bén. Nói chung là vậy, tương đối bén nha. Em nói tương đối bén thôi chứ em không có cam đoan là bén nha, không có chắc chắn là. Nói chung là đồ này là đồ đã qua xài, đồ cũ thì nó còn tương đối thôi ha, răng cỏ rồi này mọi người còn rất là đều nha, không bị gãy nha. Thì cái cây này á, cái lưỡi nó chắc 2 tấc mốt, đây có dập chữ trên này nữa nè mọi người, dập chữ trên đây nè, cái lưỡi nó chắc được 2 tấc mốt, lưỡi cưa được á, đúng rồi 2 tấc mốt. Rồi nó dài tổng thể luôn là tới 4 tấc 8 mọi người, 4 tấc 8 nha. Rồi đây một cây cưa gấp, cái vỏ nó đây còn tương đối mới nha, nó còn cả hiệu luôn nè. Rồi tới cây cưa lá hẹ dài, cưa lá hẹ dài thì cái phần cưa nó cưa được 1 tấc 8, rồi nó dài tổng thể là 3 tấc 4 ha, răng còn đều hết, không bị gãy một răng nào hết nha mọi người ha. Gãy nói chung cưa mà gãy một răng là em không lấy, thà là nó gãy mũi, thà là nó gãy mũi nó còn ngắn lại mình cưa được, chứ mà nó gãy một găng rồi khó cưa lắm. Rồi tới cây lá hẹ ngắn là 1 tấc 3, cái lưỡi cưa được 1 tấc 3, nó dài 2 tấc 8 tổng thể ha. Đó. Cái lưỡi nó, cái mũi nó có cái lưỡi rắn để mình kiểu như mình tọt cho mấy cái cành nhỏ, mọi người mình cắt bỏ mấy cành nhỏ dạng như mình sủi á. Rồi một cây cưa mộng lưỡi được 16 phân rưỡi, dài tổng thể 28 phân, 2 tấc 8. Rồi 4 cây ha, đó 4 cây giá 240.000 ha. À, này cây cưa gấp nè, rồi cưa gắn gỗ nè, cưa lá hẹ dài nè, cưa hẹ ngắn nè, hai mấy này chốt đồng không nha mọi người đó. Rồi cưa mộng nè, nó cưa mộng đó, nó
cơ mộng này của Mỹ nha mọi người, Made in USA nha. Nha. Đó 4 cây đó 240.000, tính ra cây 60.000 mọi người. Còn đâu rẻ hơn nữa không? Rồi, 9001 giá 240.000. 9002 cũng 240.000 luôn. Cũng 4 cây. 4 cây luôn nha mọi người, cũng một cây cưa gấp. Rồi một cây cưa mộng. Rồi hai cây lá hẹ. Hai cây lá hẹ, cây dài, cây ngắn. Cây ngắn này đúng ra thì nó không phải ngắn đâu, nó bị gãy mũi nè. Đó. Rồi nói cây gãy mũi đi trước luôn. Nó gãy mũi nhưng mà nó không bị gãy lưỡi. Cây gãy mũi này giờ cái mũi cưa được nó còn tấc 3. Gãy mũi hay là họ cố tình họ cắt thì em không biết. Rồi dài tổng thể 27 phân rưỡi ha. Một cây lá hẹ ngắn. Rồi cây lá hẹ dài. Dài tổng thể là 35 phân. Rồi phần lưỡi cưa được là 2 tấc 1. Hai cây. Rồi cây cưa mộng. Cưa mộng thì cái phần lưỡi nó đựng tấc. Cưa mộng cưa chốt gỗ rồi mọi người. Rồi dài tổng thể được 2 tấc 9. 3 cây. Rồi cây cưa gấp. Cán này là cán nhựa nha mọi người. Cán nhựa ha. Nè có nhám luôn ha. Để em đo trước cái đã. Cưa gấp này lưỡi cũng 2 tấc 1. Lưỡi 2 tấc 1 dài tổng thể 48 phân rưỡi. Rồi đây cây cưa gấp này khá ngon nha mọi người, trên lưỡi nó có chữ luôn nè ha, lưỡi còn đẹp luôn á ha. Rồi cán thì cán nhựa nha, nhựa cứng nha ha, nhựa cứng nha mọi người, nhựa cứng á đó. Đó còn đẹp lắm. Rồi chỗ tay cầm mình họ có như cái khuôn họ đổ nó gù ghề nè ha. Đó chốt đồng luôn. Rồi cưa gốc. Rồi cái cưa mộng. Cưa mộng nè, răng nhuyễn nhừ ha. Cái này giống như chưa xài vậy đó. Còn cả cái siêu quấn cán nè, cán mây, cán gỗ rồi quấn mây, dây đeo nè, chốt đồng luôn. Rồi cây cưa lá hẹ dài cũng chốt đồng luôn ha. Ha. Chữ nè. À, Made in Japan luôn nha. Hai cây lá hẹ này Made in Japan hết nha mọi người. Hai cây lá hẹ này một hiệu màu ha. Một kiểu màu này Made in Japan hết ha. Đó, đó. Rồi 4 cây. 9002 giá 240.000. 9003 cũng 4 cây. Mà có 220 thôi. Ha. 9003. Nó tới 3 cây lá hẹ. Đây cây cưa gấp đây, cưa gấp này ngắn thôi. Mới, còn mới, đẹp. Chốt đồng luôn ha. Cây cưa gấp này thì lưỡi nó ngắn à. Lưỡi nó ngắn thôi. Lưỡi nó cưa được thì nó có 1 tấc 8 à. Rồi nó dài tổng thể nó có được 4 tấc 2. 4 tấc 2 ha, lưỡi còn đẹp. Sáng đẹp nha mọi người. Ha, còn khá bén luôn á. Nè. Còn mới ha. Rồi một cây. Rồi cây lá hẹ ngắn. Đây cái này. Cái này của thằng SK. SK ha. SK da băng đó mọi người. Đây ngắn à. Cây này thì cái lưỡi cưa được nó có tấc 3. Rồi dài cả cán luôn được 25 phân rưỡi. Ha. Cây này thì tình trạng là nó không có bị gãy lưỡi mà nó bị cái này cái gì vậy mọi người, bị lỗi gì chỗ lưỡi nè, biết bị cái gì nữa em cũng không biết luôn, bị cái gì á, nó không có gãy răng nhưng mà nó bị lỗi chỗ đó đó ha. Đó rồi. Rồi tới một cây ngắn nữa. Cây ngắn này còn mới chưa xài, lưỡi tấc 2, cán gỗ dài 24 phân rưỡi. Ha, cây này là chưa xài nè, lưỡi còn xanh lè luôn á. Xanh lè luôn mọi người, chốt đồng luôn ha. Còn chữ luôn nè, cán gỗ còn đẹp luôn.
Rồi tới cây lá hẹ dài. Lá hẹ dài và cái phần cưa được của nó là 2 tấc 1. Phần cưa được 2 tấc 1. Rồi dài. Dài 3 tấc 6 nha. Đó. Cây này cũng còn tương đối đẹp. Rồi 4 cây giá 220.000. 9003 giá 220.000. Rồi tới 9004. Rồi cũng 3 cây. 9004 giá 220 luôn. Cũng một cây cưa gấp cán gỗ, một cây lá hẹ, rồi một cây cưa cành cưa nhánh. Rồi cây cưa cành cưa nhánh. Cây cưa cành cưa nhánh này cũng còn Z nha mọi người. Z nha. Z Nhật nha, made in Japan đây nè. Ha. Cán cao su mềm nha. Ha, lưỡi nè, lưỡi còn đẹp nha. Răng nhuyễn. Ha, lưỡi này nó dài 1 tấc 2. Rồi nó dài cả cây thì nó dài 27 phân rưỡi. Ha. Đó. Lưỡi này thay được nha mọi người, lưỡi này thay được nha. Ví dụ như lưỡi này nó cùng rồi nó mẻ là mình xài cũng được, thì mình đây nè mọi người nông cái này ra nè. Nói chung là mọi người tìm cách để mà lấy cái lưỡi này ra, mình lấy cái lưỡi khác mình để vô ha. Cán mình xài được, cán này bền lắm, cán thép mà. Z. Ha. Rồi một cây. Rồi tới cây lá hẹ. Cây lá hẹ này giống như cây nãy nè mọi người, made in Japan nè. Ha. Đó. Lá hẹ này ngắn nè, lưỡi nó đường 1 tấc 2 nè. Rồi dài nguyên cây thì 2 tấc 6. Lưỡi còn sáng đẹp nha. Lưỡi còn sáng đẹp. Răng cỏ nó còn đầy đủ hết. Hai cây. Rồi cây thứ ba là cây cưa gấp cán gỗ. Cây này thì lưỡi nó cũng ngắn thôi. Lưỡi nó cũng có 1 tấc 8 à. Rồi dài cả cán thì nó có 4 tấc 2 à. Ha, hình dạng lưỡi nó thì hơi đen đen thôi, nhưng mà lưỡi nó còn bén nha mọi người. Răng cỏ còn đầy đủ hết ha. Răng còn nhọn quắc ha. Chắc thép đen. Thép đen hay sao á. Đó. Cái cán này thiết kế kiểu đẹp quá nè. Uốn lượn mọi người. Uốn lượn ha. Mấy kia nó suông, cán suông, còn cán này nó uốn lượn nha. Rồi. 3 cây. 3 cây này đáng giá mọi người. 3 cây này có 220.000 à, 9004. Rồi 9005. Giá 200.000 là cái cây cưa gấp của thằng ARS. Ủa? Ừ. ARS mọi người. Đây logo hình con cá sấu nè, ARS Sakai. Dòng này dòng khác nha. Hình con cá sấu nè. Thằng cá sấu không? Sao nó xấu quá vậy? Cá sấu gì đâu mà xấu dữ vậy? Xấu gì đâu, hai con mắt phà lộ à. Xấu người ta mắt đâu có dữ gì đâu. Rồi. Cưa gấp, cái này lưỡi còn đẹp. Đây nó vậy mọi người gài ha. Gài tháo gấp lưỡi thì mình mở này gài ha. Này dạng như là móc. Rồi. Đây cái mã nó luôn nè mọi người, P18 ha. Rồi cái lưỡi này nó dài được 18,5 cm. Dài nguyên cây 41 phân, 41 cm. Lưỡi còn sáng đẹp nha mọi người ha. Trên lưỡi có hình logo con cá sấu nè. Con cá sấu xấu quắc ha. Lưỡi còn sáng đẹp nha. Đó. Thì nó cũng có bị nổ một vài chỗ thôi, nhưng mà không quan trọng. Đem mắt kiến đen cho mọi người, chói lắm. Rồi. Cây này 9005 giá 200. Cái này thay lưỡi được nha mọi người. Mà em hết lưỡi phải có lưỡi thì em cũng để kèm theo. Rồi 9006 là tới cây cưa gấp. Cán thép Bakuma giá 450. Và cây cưa gấp có kèm theo một cái lưỡi luôn. Đúng ra thì em để kèm theo giũa
giũa lá hẹ mọi người, để giũa lưỡi cưa nhưng mà em không có soạn được. Sẵn có lưỡi cưa thì em để kèm theo luôn. Nói chung cái này là mình thay lưỡi được. Còn ví dụ như mọi người ở nhà mà có giũa lá hẹ, giũa để giũa lưỡi cưa mình giũa ha. Nhưng mà lưỡi này còn bén nha, lưỡi này còn mới nha mọi người, còn mới nha, ý là em nói là khi nào mình xài lục á. Đây lưỡi gumbo nha, lưỡi gumbo ha, made in Japan ha, gumbo 210, lưỡi mới chát nha mọi người, lưỡi 2 tấc 1 nha, lưỡi 2 tấc 1 rồi nó dài tổng thể là 4 tấc 4 nha. Tình trạng là cây này còn rất mới luôn nha. Con ốc gắn lưỡi nè còn màu hồng luôn ha, vỏ còn liền lạc, nói chung là còn mới á, giống như là còn mới nhưng mà nó thiếu cái hộp thôi nha, nó thiếu một cái hộp thôi. Lưỡi 2 nấc, lưỡi 2 nấc các mọi người, muốn nó ngỏng cỡ nào thì cho nó ngỏng cỡ đó. Đó 2 nấc ha, đó 2 nấc ha. Rồi kèm thêm một cái lưỡi che cua đó, chứ cái lưỡi này mọi người xài biết chừng nào mà lục nó biết chừng nào mà hư, nó biết chừng nào mà hư thì em để theo cho mọi người có, ví dụ cần thay mọi người thay ha. Nói chung mấy cái lưỡi cưa này mọi người sử dụng, mọi người bảo quản đúng cách đó, thì nó không có bị gỉ sét nha. Mình dầu mỡ rồi ha, mỡ bò rồi đó mình thay vô thì nó không có bị gỉ sét, nó không bị sét thì nó sẽ giữ được cái độ bén lâu. Còn mà nó bị sét thì mấy cái mũi nè mọi người nó bị ăn mòn đi thì cái độ bén nó không còn nữa nha. Thì quan trọng nhất là mấy cái mũi nè, mấy cái mũi lưỡi cưa nè, chứ còn phần trên này không ăn nhầm gì đâu, nó xét xét kệ nó, quan trọng là cái mũi nha. Tại vì cái mũi nó rất là nhỏ mà nó bị oxy quá rồi này nó sẽ bị tà, nó mục á, kiểu như nó mục á, nó tà mấy cái đầu, nó cùng mấy cái đầu rồi thì nó mất cái đi cái độ bén ha. Vậy mình bảo quản thì mình chai dầu mỡ bò kệ dơ nhưng mà mình xài được bền ha. Rồi một cây cưa gấp kèm theo một lưỡi nữa là 2 lưỡi á, 9006 giá 450.000, 9007 cũng đồng giá luôn ha. Một cây này của Gumbo, cây này còn mới hơn nữa nha, Gumbo nha, kêu Sukai ha, made in Japan ha. Đó cây này còn mới chát luôn mọi người, mới can xà beng luôn á, mới can xà beng can xà cày luôn đó. Rồi cũng kèm theo một cái lưỡi ha, lưỡi này cũng lưỡi zin nha mọi người, mà nó in laser gì em vệ sinh nó bay mất tiêu chữ rồi. Rồi cái lưỡi theo cưa của nó đây, Gumbo 21 ha, không hơi mọi người ha, rất đẹp luôn, cây này rất đẹp luôn nha ha. Cây này mà mới á, cây này mà mới còn hộp đó là có anh em bán tới 6-700 viền cây á mọi người, cây một lưỡi nha. Rồi cây này 2 lưỡi, 9007 giá 450, Gumbo nha mọi người, một cây Gumbo, một cây Bakuma, ai muốn lấy cái nào lấy. Rồi tiếp tục là 9008 là cây cưa sắt, giờ hết cưa kia giờ qua cưa sắt nha ha. Cưa sắt cái thanh này bằng giống như thép không rỉ, còn cái tay cầm đồ thì bằng nhôm, rất dày luôn, cực dày luôn mọi người. Cây của Thụy Điển nha, made in Sweden, còn rất mới nha mọi người. À, hiệu con cá là sandwich ha, còn rất mới nha, lưỡi cũng là lưỡi Sweden luôn ha. Lưỡi này là lưỡi thông dụng nha mọi người, lưỡi giống như ở thị trường mình đây nha. Lưỡi này nó dài
2 tấc 6 á, lưỡi 2 tấc 6 á, lưỡi thông dụng mình đây ha. Đó rồi, cây này 9008 giá 550. Cây này bằng nhôm nha mọi người, nhôm với lại giống như thép không rỉ nha ha. Còn khá đẹp, còn rất đẹp luôn nha. Cây này em bảo đảm mọi người xài. Nếu mà chú bác nào mà khoảng từ 50 đổ lên ha, thì chú bác xài tới đời cháu của chú bác lớn ha, lớn lên bằng chú bác hiện tại giờ. Còn anh em nào mà mới có con á thì chà, xài tới đời cháu luôn nha. Nha, cây này nhôm rất dày luôn, dày cực kỳ dày. Nó có cái lỗ nè, để em đo thử. Hai ly mấy á, cỡ 2 ly 2, cỡ 2 ly 2 mọi người ha. Cái này nó, cái này là lưỡi này là lưỡi đứng nha mọi người, lưỡi đứng ha. Còn cái bát bên đây là gắn lưỡi xéo nè, xéo 45 độ nha. Cái bát bên đây ha, này mọi người nhìn thấy nè, xéo ha, xéo 45 độ nha. Mình muốn cưa xéo thì mình tháo lưỡi ra, mình lắp qua bên đây ha. Tháo thì tháo đây mọi người, dặn chuồng chuồng này ra nha, dặn chuồng chuồng này ra ha, rồi lấy lưỡi ra đổi qua bên đây ha. Đơn giản mà con chuồng chuồng này nha, mọi người lưu ý nha, con chuồng chuồng này là để dặn ra dặn vô để tháo lắp lưỡi ha. Đó, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn cây này. Rồi, 9008 giá 550. Và cây cưa sắt bình thường, cưa sắt bình thường của thằng ONS ha. Cưa sắt dạng này cán gỗ, cung thép. Cung này cũng dày á mọi người, cung này cũng dày. Ôi ôi, 9 ly rưỡi. Ủa phải không, gì dữ vậy, khùng. 5 ly rưỡi mọi người, xin lỗi mọi người, 5 ly rưỡi à. Rồi, cây này tặng kèm 2 lưỡi, giá 150, siêu giảm giá luôn. Tại vì cây này nó bị lỗi nè mọi người, nó bị nứt cái cán chút xíu nha. Cái cán này còn đẹp hết, nhưng mà bị nứt chút xíu nha ha. Cây này ôm hỏm em bán 150, chỉ có 1 lưỡi của nó thôi. Bây giờ em tặng thêm 2 lưỡi nữa, tức là nó 3 lưỡi nha, 150. Mọi người không mua nữa, em để em xài, không giảm nữa. Rồi, 9010, một cây 2 lưỡi, 150 nè, thấy không? Cây này thì liền lạc cũng ONS luôn, cũng y chang vậy luôn, liền lạc nhưng mà được có 2 lưỡi thôi, 150 ha, cũng y chang như cây vừa rồi mọi người. 9010, 150. Rồi ha, rồi rồi, em xin tạm dừng ở đây, tức là tạm dừng ở đây coi như phần 1. Rồi phần 2 em sẽ review kéo các cành, kéo tỉa cành, tỉa chồi ha. Đó, cái thước này không có bán, cái thước này em đo, ai mua bán luôn, thước 5 tấc sẵn review luôn ha. Thước 5 tấc 2 mặt số, nói cho em không có bán mọi người ơi, để em đo. Rồi rồi rồi, cảm ơn mọi người nha, coi ra mọi người coi rồi cái nào mà nó cảm thấy nó phù hợp với công việc cũng như là sở thích của mình thì mọi người nhắn tin đặt hàng nha. Rồi mọi người đón xem phần 2 nha mọi người, cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.